Xin chào anh em nha. Trên tay mình là cái cặp gù SH 350 đã được tiện lồng sẵn ha. Thì gù này mình sẽ lắp trên dòng xe AB, dòng Vario 160 2023 nha các bạn, và dòng Honda Vision 2023. Đó, thì cái loại này đã được tiện lồng sẵn. Đây là cái loại gù thép sơn tĩnh điện nha, nó có màu bạc và màu đen như thế này. Đó, các bạn lắp như zin luôn. Còn loại gù của Vario 160 á thì nó là bằng nhựa nha anh em nha, bằng mũ rất là nhẹ luôn. Đã tí nữa thì mình sẽ lắp vào, mình quay cho anh em xem nha. Nói chung thì lắp cái này nó cũng rất là dễ dàng anh em nhé. Kèm theo đó là cái cặp ốc Salaya. Đây, nó có hai loại ốc ha, ốc Salaya và ốc lục giác, tùy theo sở thích của anh em thôi. Anh em nếu mà muốn đẹp, muốn cho nó bắt mắt thì chơi ốc Salaya như thế này. Đó, còn không thì anh em chơi ốc lục giác ha. Đó, có hai màu cho anh em lựa chọn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở cái gù bên tay phải anh em nha. Gù bên tay phải thì mở rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, tại vì nó không có keo anh em. Còn bên trái là nó sẽ có chích keo nha, nên là mở tương đối cũng hơi khó một tí. Đó, anh em có đồ nghề thì mình sẽ mở ra thôi. Đây, anh em mình thấy nè, trong đây nó có phần keo, chích keo ở chỗ này. Đó, còn đây là gù zin nè anh em. À, gù này là bằng nhựa nha, rất là nhẹ te luôn á. Bây giờ là mình sẽ nảy cái gù zin ra. Đây, nó có keo nè anh em. Bây giờ mình sẽ cạo keo ra ha. Và mình sẽ úp cái gù SH350 vào. Đó. Đây. Nói chung thì anh em chơi gù SH350 vào thì mình cảm giác chạy rất là ok ha, rất là êm luôn. Đây, gù rất là nặng. Nguyên cặp này thì khoảng 400g anh em nha. Hôm bữa thì khách này lại gắn cái móc keo rồi nè anh em. Móc keo bữa mình có quay cho anh em xem nè, móc màu đen và màu bạc. Bữa nay thì khách đến gắn cái về trước đây, về trước này ha, mới gắn xong. Về này thì mẫu mới ha, không bị cạ, không cạ anh em nha. Đem xe thì khách bữa cũng đã dán luôn rồi. Đấy. Rồi ở phía sau luôn ha, cũng đã dán luôn tem Sporty. Hôm nay thì mình sẽ dán cái tem 3D mặt nạ phía trước cho khách luôn. Đấy. Anh em nào không thích chơi 3D thì anh em chơi tem chìm cũng được. Rồi, mình mới vừa dán xong cái logo 3D Honda phía trước mặt nạ ha, thì mình thấy là dán cái 3D thì nó đẹp hơn anh em ạ. Dán cái 3D Honda giờ nó đẹp hơn so với cái tem chìm mà giống như chiếc xe của mình ha. Đây này mình thấy nè, tem 3D chính hãng rất là đẹp luôn ha. À, còn đây là cái mẫu ha, mẫu sử dụng keo 3M. Bây giờ thì mình sẽ dán lên đây cho anh em xem luôn ha. Bây giờ thì mình sẽ lắp cái gù bên tay trái anh em nha. Đó. Thì nếu mà anh em thấy nó thích quá thì anh em có thể đi chim cái lông đờn cũng được ha. Mình có tặng kèm 2 cái lông đờn, nhưng mà cái này thì mình không cần chim lông đờn nha. Đấy, vừa vặn luôn. Đây, sau đó mình dùng lục giác bông mình siết cái ốc lại thôi. Rồi, quan trọng là phía bên tay phải nè. Bên tay phải mình nếu mà nó sát quá thì mình phải chim vào anh em nha, nó không bị cạo ra. Đây, bây giờ mình sẽ chim một cái vào ha, để cho đừng cạo ra ha. Rồi, nếu mà anh em thích thở hơn nữa thì mình chim 2 con thôi. Đó là tùy theo cái sở thích của mọi người ha. Rồi, bây giờ mình cứ bắt cái ốc Salaya vào là coi như là xong. Rất đẹp luôn. Gù SH 350 màu đen. Anh em nào thích màu đen thì chơi màu bạc cũng được. Đấy, sensor liền không? Đẹp liền. Và bây giờ thì mình sẽ dán cái mão luôn. Đây, mão thì được CK 3M ha. Anh em nào mà không thích chơi loại mạo bắt vít thì mình chơi coi loại cái 3M này thì nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn. Nhiều bạn thì cũng không thích chơi là bắt vít các bạn, bắt vít thì nhìn nó không có được đẹp ha. Rồi, mình lọc xong thì mình canh bào thôi. Nói chung thì anh em dán mấy cái này thì anh em tự dán nhà cũng được, nó rất là dễ dán. Rồi, còn cái tem này thì anh em nào thích chơi thì liên hệ với mình hoặc click vào cái phần mô tả hoặc là giỏ hàng ha, mình có để cái link đó. Rồi, rất đẹp luôn nguyên bộ tem. Rồi, cái này thì trước khi anh em dán thì anh em nhớ lau sạch nha, lau sạch cho cái bề mặt này nó sạch bụi, nó sạch mấy cái vết bẩn ha. Sau đó mình canh ngay khớp mình dán vào thôi. Nói chung thì nó rất là dễ, anh em tự dán nhà cũng được. Rồi, cái mặt đồng hồ này thì mà khách cũng đã dán BPF rồi đó. Rồi, bây giờ thì mình canh mình in vào thôi. Đối với cái loại mão này thì anh em dán á, cái thời gian ban đầu anh em mới vừa dán xong á, thì anh em hạn chế rửa xe gọi nước trực tiếp vào nha. Anh em để khoảng 3-4 hôm cho keo nó cứng rồi anh em thích làm gì làm, đi mưa vô tư luôn, hoặc là đi những cái đường đường xấu này kia là cũng không sợ bị rớt ra. Đấy, rồi đẹp xinh xò liền, anh em thấy chưa. Rồi anh em nào quan tâm về những cái món phụ kiện nãy giờ mình quay trên chiếc xe này thì hãy click vào phần giỏ hàng hoặc là liên hệ trực tiếp với số của mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.